Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, bằng những việc làm cụ thể thiết thực trong thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk đã gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình cách làm hiệu quả, những tập thể cá nhân điển hình góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đây cũng là nội dung chính mà chúng tôi đề cập trong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Già làng Isaac Azun, tên thường gọi là Amakwen ở Buôn Azun, xã Ekeng, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, được người dân nơi đây nhắc đến như một tấm gương vượt khó trong lao động sản xuất, tận tình giúp đỡ người dân cách làm kinh tế, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng phát triển văn minh. Buôn Azun có hơn 296 hộ, trong đó hơn 80% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số ED. Thấm nhuần lời dạy của Bác, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng ấm no hạnh phúc. Với vai trò là già làng, người có uy tín của buôn, ông Isaac luôn hết mình giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, cùng với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thay đổi bộ mặt buôn làng. Tuy năm nay già làng Isaac đã 73 tuổi, nhưng ông vẫn cố gắng chăm sóc 1 hecta rừng tết, hơn 1 hecta cà phê sen canh với tiêu, cây ăn trái, kết hợp với đào ao nuôi cá để làm gương cho con cháu, người dân học tập noi theo. Không chỉ làm kinh tế giỏi, già làng luôn là tấm gương sáng về lối sống, đạo đức được người dân tín nhiệm, quý mến. Buôn làng buôn yên mình là nghề lời của Bác, như việc mù hình này kia chấp hành là đúng. Bây giờ là hồi xưa là dân làng hơi nhiều khó khăn lắm, bây giờ là tương đối điên đương trường trạm có đầy đủ ở trong buôn yên mình. Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ lo cho muôn dân, chưa một lần nghĩ đến bản thân mình. Đó cũng chính là điều mà già làng Isaac đã học được để dạy con, dạy cháu. Trong buôn làng, ông Isaac luôn là cầu nối giữa đảng, nhà nước, chính quyền địa phương với bà con người đồng bào dân tộc thiểu số. Ông luôn gần gũi với nhân dân, gắn bó với nhân dân, nói cho dân nghe, chỉ cho dân làm, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương, đi sâu đi sát với quần chúng, hòa mình với nhân dân, cùng tổ chức, đoàn thể, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời thường xuyên vận động nhân dân, thực hiện các phong trào ở địa phương như xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn những nét đẹp và giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hồi trước là dân của buôn yên đội khổ, nhưng bây giờ thì là dân làng buôn yên nhiều nhà xây mùa xe con này kia hơn là mấy mấy chiếc rồi, riêng buôn yên phát triển quá nhiều. Cùng với sự dẫn dắt của già làng Isaac Azun, ngày nay buôn Azun đã đổi thay rất nhiều và đi lên cùng tiến trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Bà con này đã biết làm kinh tế bởi một phần nhờ sự tuyên truyền vận động của già làng Isaac trong thay đổi nếp nghĩ cách làm. Trong buôn làng, ai có gì khó khăn, vướng mắc, già làng sẽ là người đầu tiên đứng ra giải quyết và cũng từ đó sự tin tưởng quý mến đối với già làng của người dân ngày càng được tăng thêm. Những tấm gương điển hình như già làng cần được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm nhân rộng, trở thành những đóa hoa rực rỡ trong vườn hoa học tập và làm theo Bác. Vừa là già làng, vừa là người uy tín của buôn Azun, thì cái trường hợp Bác này thì cái việc mà thực hiện chỉ thị 05 trong cái phát triển kinh tế gia đình thì Bác làm rất là tốt. Cái việc vận động thì Bác này trong cái vận động gia đình rồi là cái vận động người dân trong cái việc mà chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rồi cũng như là phát triển kinh tế rồi giữ gìn và bản sắc văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở huyện Chư Mờ Ga trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau được triển khai rộng khắp, ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần huy động được các nguồn lực xã hội, tạo sinh kế và cải thiện đời sống cho người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương. Điển hình như mô hình chăn nuôi dê sinh sản hỗ trợ hộ nghèo,
từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân huyện Chư Mờ Ga đã giải ngân 300 triệu đồng cho 10 hộ ở xã Er Rơng. Theo đó, mỗi hộ dân được vay 30 triệu đồng với thời hạn 24 tháng. Tuổi lòe, lèm ngạc, hoa hồ. Trong việc học tập và làm theo Bác, là cán bộ buôn, chúng tôi luôn tuyên truyền vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống, xây dựng buôn làng ngày càng phát triển đi lên. Hiện nay trong buôn có 7 hộ nghèo được hội nông dân hỗ trợ cho vay xây dựng mô hình nuôi dê sinh sản. Cùng với đó, chúng tôi kêu gọi những hộ chăn nuôi dê khác ở trong buôn kết hợp lại để thành lập tổ hợp tác nuôi dê sinh sản, từ đó tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Là một trong số 10 hộ nghèo được vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân huyện để đầu tư chăn nuôi dê sinh sản với số tiền 30 triệu đồng, từ đầu tháng 9 năm 2022, gia đình chị Hờ Pon Eban, buôn Ra A, xã Ea Rơm đã mua 2 cặp dê giống làm chuồng trại và trồng cỏ để phát triển mô hình. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đầu năm nay gia đình chị bắt đầu xuất bán được 4 con dê thịt với trọng lượng khoảng 20kg trên một con, có giá bán từ 90.000 đồng đến 110.000 đồng 1kg. Chị Hà Pon cho biết dê dễ nuôi, thức ăn chủ yếu tận dụng từ phụ phẩm nông nghiệp nên ít tốn chi phí đầu tư, chủ yếu lấy công làm lời nên rất phù hợp với những hộ gia đình ít đất sản xuất, hộ nghèo phát triển kinh tế. Mô hình đã giúp gia đình tôi tạo sinh kế, phát triển kinh tế, cuộc sống gia đình cũng giảm bớt khó khăn. Trong phát triển mô hình nuôi dê được tập huấn và chăm sóc đúng kỹ thuật nên đàn dê sinh trưởng, phát triển, tái đàn tốt, từ đó cuộc sống gia đình cũng phát triển hơn. Hy vọng thời gian tới gia đình tôi sẽ sớm thoát được nghèo. Mô hình được thực hiện có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế để từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Gắn việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với phong trào xây dựng nông thôn mới cùng với ngân sách của nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Chư Mờ Ga đã kêu gọi vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nhân dân trên địa bàn đã hiến 4.100m2, đóng góp 4 tỷ 939 triệu đồng, gần 1.300 ngày công lao động, tham gia xây dựng tu sửa hơn 21 km đường giao thông nông thôn, triển khai làm hơn 11 km đường điện thắp sáng, trị giá 128 triệu đồng, 17 km đường bàn cờ trị giá 184 triệu đồng, gần 100 tuyến đường hoa, trồng 18.664 cây xanh dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã. Là một trong những địa phương thực hiện tốt việc học và làm theo lời Bác gắn với việc phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới, thấm nhuần lời dạy của Bác, việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Bám sát mục tiêu chung, Đảng bộ chính quyền xã Ea Rơm đã xây dựng chương trình hành động theo từng bộ tiêu chí nông thôn mới để triển khai, tạo thành phong trào lan tỏa đến quần chúng nhân dân. Từ đó nhân dân phát huy tinh thần tự giác, góp công, góp của cùng chung tay xây dựng bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới. Trong thời gian vừa rồi, sau khi Đảng ủy đã ban hành nghị quyết, Ủy ban đã xây dựng kế hoạch triển khai toàn bộ trong nhân dân trên địa bàn xã Ea Rơm cũng đã xây dựng mô hình làm con đường mới. Đây là với là tinh thần đóng góp của nhân dân, đặc biệt trên địa bàn xã Ea Rơm rất nhiều cái mô hình của bà con tự làm con đường, và đặc biệt đối với thôn Phú Phong, tinh thần đóng góp của nhân dân rất nhiệt tình và làm cái con đường trên của thôn rất tốt. Với cương vị là bí thư chi bộ thôn Phú Phong, xã Ea Rơm, ông Nguyễn Khánh Cẩm luôn đi đầu trong mọi công việc của thôn, vận động nhân dân hăng hái lao động thi đua sản xuất, đặc biệt là chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhận thấy nhiều tuyến đường trong thôn đã xuống cấp nghiêm trọng, việc đi lại vận chuyển nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn, ông Nguyễn Khánh Cẩm đã bàn bạc với chi ủy, cán bộ thôn, tổ chức họp dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng thời tuyên truyền giải thích vận động người dân hiểu rõ, đồng thuận chung tay xây dựng 3 tuyến đường chiều dài hơn 953 mét với nguồn kinh phí người dân tự đóng góp là 710 triệu đồng. Học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trước hết cả chi bộ, toàn bộ chi bộ của chúng tôi, từ cán bộ đảng viên đều lấy một cái vấn đề có một sự thống nhất đoàn kết cao. Đó là cái mục tiêu để chúng tôi trong công tác lãnh chỉ đạo ở cái thôn Phú Phong. Cho nên á, cái tinh thần đó chúng tôi đã dấy lên được một phong trào đoàn kết rất cao để động viên toàn thể nhân dân là có đồng sức đồng lòng xây dựng một cái nông thôn mới.
thì trước tiên là chúng tôi nhấn được một con đường là trọng điểm nhất để lấy cái lòng tin cho người dân, và tất cả các mọi khoản thì từ người dân tự quản lấy, tự quản lý hết. Qua thời gian qua thì được sự đồng lòng của ban tự quản và bà con nhân dân trong thôn Hùng Phong đã xây dựng được thì đường con đường bê tông, bà con cũng đã đóng tiền sức và công để làm lên con đường. Chúng đến thời điểm này được khang trang hơn, sạch sẽ hơn, cũng những cái đã làm được và những cái chưa làm được chúng tôi cũng cố gắng cùng bà con tuyên truyền rộng hơn để phát triển, tiếp tục xây dựng đời sống văn minh hơn. Mình làm được con đường này á thì tốt nhất là người dân cũng là ủng hộ đóng góp vào để làm xây dựng cái nông thôn với con đường này, thì được là đi, nói chung là đường xã cho tổ nông thôn nó đi lại con đường thì rộng rãi thoải mái sạch sẽ, vậy là đời sống của văn minh của thôn trong một năm thời gian vừa qua thì con đường này thì thôn đi để dân thì cũng thống nhất là 100% ủng hộ để đóng góp xây dựng làm lên cái con đường này để con đường lên thôn cho được sạch sẽ và thoáng mát và nhanh hơn. Cũng nhờ đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội ở xã Ea Rơm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Xã đã triển khai tổ chức nhiều mô hình sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, tuyên truyền người dân mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp giảm chi phí đầu tư sản xuất, tăng thu nhập. Theo lãnh đạo xã, đến nay xã đã đạt 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Hiện trên địa bàn xã còn 108 hộ nghèo, giảm 10 hộ so với năm 2021. Xã phấn đấu giảm từ 2 đến 3% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm. Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Ea Rơm tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 của Đảng, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị ở mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với nghiêm túc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những hành vi và tư tưởng lệch lạc, đồng thời kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác. Trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục triển khai toàn bộ cán bộ đảng viên và đặc biệt để làm tốt học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ và công chức viên chức trên đoàn xã sẽ triển khai để thực hiện cái nghị quyết của đảng bộ, tiếp tục sẽ nuôi hiếu đất, giải quyết những gia đình khó khăn và đặc biệt đối với hộ nghèo trên đoàn xã. Những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp chính quyền ở huyện Chư Mờ Ga trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tiếp nối và tiếp tục nhân lên những cách làm hay thiết thực, những gương sáng học tập và làm theo lời Bác, qua đó góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của người ngày càng thấm sâu vào tình cảm, biến thành ý chí của mỗi người để hoàn thiện bản thân mình, sống và làm việc ngày càng tốt hơn. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.